có giá trị. Xin thưa các vị, đố các vị tôi ở niên nào? Ôi cha mô Phật. Trung niên là khoảng bao nhiêu? Vậy là hôm nay tôi được tăng tuổi buồn 5 phút. Xin thưa với các vị, thật ra tôi cũng đã sắp đến giao thời của trung niên rồi. Cuối giai đoạn của thanh niên rồi, bây giờ hết chơi nhảy nữa được rồi. Bây giờ chuẩn bị qua cái giai đoạn của trung niên rồi, bắt đầu làm để phụng sự, để cống hiến rồi. Nói thì để vui như vậy thôi. Năm giai đoạn của cuộc đời này, tùy vào hoàn cảnh, thời điểm của mỗi con người mà nó sống có ích lợi. Chúng ta không có hứa hẹn là khi nào tôi đợi tuổi trưởng thành rồi, lúc đó tôi mới làm sự nghiệp, hay là tôi mới phụng sự, hay là tôi mới hiếu thảo, hay là biết gầy dựng sự nghiệp. Xin thưa với các vị, có bao giờ ai nói như vậy không? Xin thưa với các vị, bất cứ một cái gì nó phát triển là một cái bông hoa, một cái cây, xin thưa các vị, nó có phải là nó đợi bao giờ đến lúc đó nó mới phát triển không? Hay là nó là một cái giai đoạn phát triển một cách liên tục và từ từ? Liên tục và từ từ. Các vị nên nhớ rằng, nếu tuổi trẻ các vị không xây dựng một nền tảng đạo đức, kiến thức và nhận thức hiểu biết trong từng phạm vi một, có thể là một đứa con, có phải là một đứa học sinh trong học đường, hay là lớn lên nữa một sinh viên trong trường đại học, hay là một nhân viên trong một công ty, tất cả những cái đó các vị từng hoàn thiện một từng giai đoạn, để rồi các vị mới có một tương lai. Chứ đừng nói rằng bao giờ đến độ tuổi đó tôi phải làm gì. Không phải nói là đến khi tôi già rồi tôi mới có nết, hay là không phải tôi già rồi tôi sống mới ra kỷ cương. Không phải vậy. Kỷ cương này phải được thiết lập khi từ chúng ta còn trẻ, chúng ta thành hôn, chúng ta làm cha, làm mẹ, làm chồng. Cái mức đó chúng ta có rồi, thì khi đến chúng ta tuổi trưởng thành, chúng ta được mọi người rất là tôn trọng. Như vậy, khi Đức Phật dạy rằng phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, đó là một cái lời rất là khích lệ cho những người xuất gia và những người học Phật của chúng ta, để bảo rằng tất cả mọi người như các vị hay là những người xuất gia cùng phải dấn thân hy sinh để làm lợi ích cho cuộc đời, để mình sống có ích, sống có ý nghĩa trên cuộc đời này. Thì một bát cơm chúng ta ăn, một mảnh áo chúng ta mặc, tất cả nó mới xứng đáng được các vị. Những người tu sĩ như chúng tôi, mỗi lần bưng bát cơm lên ăn phải có tam đề và ngũ quán. Trong năm quán đó, nó gồm có nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nhị thủng kỷ đức hạnh, toàn phí ứng cúng, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông, chứ tứ chính sự lương dược, vi liệu hình cô, ngũ vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Một là xét công của mình nhiều hay ít mà thọ của người ta đem đến. Hai, nhị thổn kỹ đức hạnh. Hai, xem mình có đầy đủ đức hạnh đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường này. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Ba, xem mình có bị tham sân si chi phối hay không là cái gốc. Tứ, chính sự lương dược, vi liệu hình khô. Bốn là vì món ăn để chữa bệnh, mà làm món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Ngũ vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Năm vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Như vậy một người tu xét mình từng chút để coi có xứng đáng với thọ nhận bát cơm của Đàn Na hay không. Còn tất cả các vị là một người tự làm để có lên nhu cầu của cuộc sống. Các vị không cần phải xét nét như tôi, nhưng các vị cũng xét nét rằng mình có đóng góp vào cái chén cơm, cái manh áo, cái nhu cầu, cái cuộc sống của một gia đình hay không, hay là mình là người vô tích sự ngồi mát ăn bát vàng đây. Xin thưa với các vị, trong cuộc sống có một số người đã làm điều đó, đã làm khổ vợ, đã làm khổ cha, khổ mẹ trong những chuỗi ngày sống chỉ biết chơi bời, rượu chè, bài bạc, phung phí, hút sách, ma túy, tất cả những tệ nạn khác. Rồi về tiền ở đâu? Tiền cha, tiền mẹ, tiền vợ, tiền chồng, vòi vĩnh. Có những khi không có tiền, phải đánh, phải đập, phải bán nhà, phải cầm cố. Mà đôi khi những người trong gia đình không hay nó làm những chuyện đó, để cuối cùng khi vỡ ra là phải ở ngoài sân, ở ngoài đường, phải đi làm thuê, làm mướn. Như vậy chúng ta vì thỏa mãn những nhu cầu hạnh phúc của cá nhân mình, chúng ta thỏa mãn những nhu cầu của tư dục mình, để rồi mình làm khổ những người đồng chung sống với mình, bắt họ phải hy sinh cho những tư dục của mình,
mình quá ích kỷ trong vấn đề hưởng thụ các vị. Những người con trai, những người con gái, những người làm cha, những người làm mẹ, ai có một quan niệm đó, đó là quá ích kỷ trong vấn đề có nhu cầu hưởng thụ về vấn đề cá nhân. Cho nên có những người làm vợ, phần lớn tôi thấy rằng điều này xảy ra với người vợ chịu thiệt thòi hơn là người chồng. Hay nói khác hơn là người cha, người mẹ hay là người phụ nữ trong một gia đình luôn luôn lúc nào phần lớn gặp hoàn cảnh trớ trêu này nhiều hơn là người đàn ông gặp phải vợ. Phần lớn vợ gặp phải chồng nhiều hơn là chồng gặp phải vợ. Cho nên á, có một bài thơ của một người đó họ đặt là: yêu anh hay chẳng yêu anh, chén cơm em lỡ chan canh mất rồi, nuốt vào đắng lắm anh ơi, nhả ra thì sợ của trời ai mang. Như vậy các vị thấy cái điều đó để nói lên cái gì? Chén cơm này lỡ chan vô rồi, ăn thì nó đắng quá đi, mà đổ thì sợ tội, có phải không? Cho nên có những cái cuộc sống của gia đình thành gia lập thất rồi rất đau khổ mà không biết phải làm sao. Có những người vì danh dự đôi bên, có những người vì danh dự xã hội, có những người vì hạnh phúc của các con gắng ngậm câm mà để chịu đựng cái này cái khác trong những chuỗi ngày rất là đau khổ để chấp nhận một sự hành hạ của người chồng, của một người thiếu trách nhiệm bổn phận nào đó mà phải nai lưng ra để lo tất cả mọi việc, đến độ muốn tàn thân bại thể luôn mà cũng chưa thỏa mãn với những cái tư dục của cá nhân người đó. Như vậy sống như vậy là chúng ta sống bóc lột trên vai trò và trách nhiệm của nhau. Người ta sống có gia đình là để chi? Để cùng nhau xây dựng hạnh phúc và mỗi một người đóng góp vào một phần trong cái hạnh phúc gia đình. Nhưng trái lại mình là người moi móc cái hạnh phúc này. Cách nay 2 ngày tôi có nhận cú điện thoại được của một người Phật tử điện tôi trong nước mắt. Cô thưa với tôi rằng: thưa thầy, 30 năm con sống trong gia đình, con chưa bao giờ biết được hạnh phúc là gì. Con chưa bao giờ nghe được chồng con nói một lời là anh yêu em. Hay là con chưa bao giờ con thấy được rằng tất cả người chồng con có thể là quan tâm đến khi con quá cực nhọc trong cuộc đời. Và vừa rồi đã đánh cô đến độ phải đi bệnh viện như vậy, phải chấn thương màng nhĩ, phải dập thận, phải thế này thế kia đánh như vậy. Thì tôi nghe rất là thương tâm. Và tôi có nói như thế này: ngày xưa đó thì Việt Nam có thể chấp nhận được điều này, nhưng mà luật pháp của Việt Nam hiện hành bây giờ thì không thể có chuyện đó xảy ra. Ngày xưa thì chuyện của gia đình anh thì giữa gia đình anh đóng cửa tự xử, khi kêu đến việc làng thì làng mới có ý kiến. Còn bây giờ thì bất cứ một người chồng vũ phu nào hay là một hành động vũ phu nào, đó cho là cha con thân bằng quyến thuộc, luật pháp vẫn được can thiệp vào. Tôi yêu cầu cô nên can thiệp đến luật pháp. Không phải tôi xúi cô ly dị, nhưng mà can thiệp đến luật pháp để có hai điều lợi ích cho cô. Thứ nhất thì nhờ cái luật pháp này người ta sẽ bảo vệ, người ta sẽ có những cái vấn đề cưỡng chế. Từ đây về sau anh mà vi phạm đến điều này, điều này, điều này thì á, chánh quyền sẽ xử lý anh như thế, phạt vạ tù tội vân vân. Và thứ hai, nếu vấn đề này bức xúc quá thì có thể giúp cô giải phóng được sự ràng buộc này. Các vị thấy sống trong một gia đình mà như vậy, mỗi lần cô nói là anh làm khổ em quá, chắc là em phải ly dị chứ không thể chịu cuộc sống này. Mày, tao đố mày mà cháu trốn khỏi được tay tao đó, tao cắt cổ mày đó. Các vị thấy cái đó nói chuyện với ai vậy? Giữa vợ chồng nói chuyện với nhau hay là của một cái thằng buổi đời nào nó nói chuyện với một người nào đó, nói một câu mà không còn cái nghĩa lý gì của gọi là đạo vợ chồng đó. Mày hả, mày mà lên tiếng mà mày nói chuyện ly dị với tao hả, là mày không có yên với tao đâu. Hoặc là mỗi lần như vậy, mày theo thằng nào mà mày định dự định bỏ tao. Mà các vị thấy mình sống suốt một cuộc đời mình chỉ bám lên lưng của người vợ. Cô này phải đi làm vất vả từ sáng đến chiều, chỉ để cái gì? Chỉ để bài bạc và rượu chè của chồng. Như vậy cái gì các vị? Có những cuộc sống thê thảm như vậy. Nhưng mà thật ra cái chuyện đó chuyện của mỗi người, chúng tôi không tiện can thiệp. Nhưng vì cô đã quá đau khổ và cô khóc với tôi mới nói như vậy. Tôi nói cô có đầy đủ chứng từ nè, CT có nè, chụp hình có nè, giấy khám bệnh viện bác sĩ có nè. Đây là những điều cô cứ đưa ra ngoài vấn đề pháp luật để can thiệp vào trong cái chuyện nội bộ của cô. Để từ đây về sau anh này vì sợ pháp luật mà không hành hạ cô,
để cô có những chuỗi ngày yên thân một chút, vừa lo cuộc sống gia đình.